Thì chào toàn thể anh em chơi lưu đề. Thì trong clip này tôi sẽ test cho anh em hai phần mềm, đó là phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS tin nhắn tổng đài và phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Thì sau khi test tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng phần mềm anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ bật cái đồ chạy rơi này thì đảm bảo cho anh em là video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa. Thì trước tiên tôi sẽ test cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS tin nhắn tổng đài. Bây giờ tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn đến cái máy này. Đấy, rồi tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp đấy, cho anh em thấy cái độ chính xác của nó anh em nhé. Ok này, tin nhắn đến rồi anh em này. Đề 95 nhân 10 triệu. Đấy, bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa cho anh em đấy, con số khác, ví dụ nó về con khác. Tôi sẽ chỉnh sửa cho anh em con 14 anh em nhé. Đấy, đề đã chuyển thành 14. Đấy, cực kỳ là chính xác và hiệu quả. Thì đây là cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS tin nhắn tổng đài. Thì sau đây tôi sẽ test cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Đầu tiên tôi sẽ vào Zalo này. Đấy, tôi sẽ ghi một cái nội dung tin nhắn, ví dụ là lô 56 57 này 58 anh em nhé. Thì anh em có thể ghi ký tự thoải mái anh em nhé. Đấy, thì đây là test tôi sẽ ghi cái nội dung ngắn thôi. Đấy, nhân là ví dụ như anh em 10 triệu này. À, nhân 1.000 điểm này, 1.000 điểm anh em nhé, 1.000 điểm. Anh em có thể là khi anh em chơi, anh em có thể là ghi lô dàn ra anh em nhé. Đấy, những ký tự văn bản là theo mong muốn của anh em. Đề này, đề ví dụ là 5859 anh em nhé, 59 này. Nhân cho là 1 triệu đi anh em nhé. Anh em có thể đánh lớn là tùy anh em. Anh em này, trước khi chơi chỉnh sửa tôi cho anh em xem này. Lô 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 7, 5, 8. Đấy, nhân 1.000 điểm. Đề 59 nhân 1 triệu anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ gửi sang cái máy của chủ lô đề này, hoặc cái máy bị chỉnh sửa này anh em này. Đấy, tôi gửi sang này. Ok. Thì bên máy của người ta, máy bị chỉnh sửa sẽ nhận được cái tin nhắn của mình anh em nhé. Ok anh em này, anh em chú ý tôi là hai nick này. Đấy, tôi cho anh em xem lại hai nick này. Anh em chú ý tôi hai nick nhé, là Cả Ngố và Vinh Trong. Máy hơi mờ để tôi chỉnh lại cho anh em này. Máy phản chiếu ánh sáng thì nó hơi mờ anh em. Cả Ngũ Vinh Trong này anh em này. Thời gian khi gửi anh em nhé, 8 giờ 28 23 9 giờ 23 phút anh em này. Đấy, tôi nhìn tôi cũng thấy mờ anh em nhé, tôi cho nét cho anh em nhìn nó rõ. Đấy, 9 giờ 23 phút này. Đấy, chỉnh cho anh em nó xem rõ này. 9 giờ 23 phút hôm nay. Đấy. Ngày 29 tháng 8 2020 này anh em này. Đấy, nét rồi anh em này. Đấy, thời gian là 9 giờ 28 anh em nhé. Đấy, thì thông thường chủ hộ lô họ khi nhận được tin nhắn của mình anh em nhé, họ sẽ copy này, copy đấy, và dán lại và ok lại anh em nhé. Đấy, copy và dán ok lại này. Đấy, họ sẽ gửi sang cho mình đây anh em này. Đấy, tôi sẽ gửi trực tiếp cho anh em thấy này. Đấy, ok. Đấy, đã nhận được vào lúc 9 giờ 25 phút anh em nhé. Đấy, anh em chú ý tôi cái nick Zalo, hai nick Zalo này, Cả Ngố và Vinh Trong này. Đấy, anh em này. Đấy, tôi để đây 1-2 phút sau tôi sẽ chỉnh sửa để cho anh em cái độ chính xác của phần mềm anh em nhé. Đấy, thì cái cách thức sử dụng phần mềm thì cực kỳ đơn giản. Thì đầu tiên nếu anh em có nhu cầu, chúng tôi sẽ cài đặt cho anh em một cái phần mềm chỉnh sửa. Ví dụ anh em chỉnh sửa tin nhắn SMS tin nhắn tổng đài, anh em vào phần mềm anh em nhé. Đấy, thì anh em áp cái số điện thoại của người muốn chỉnh sửa vào phần mềm. Đấy, rồi ở dưới nó sẽ có một cái nội dung anh em ghi ký tự. Đấy, thì anh em ghi ký tự số này, ký tự văn bản em gửi cho họ. Đấy, thì sau một thời gian hoặc là một cái thời điểm nào đó anh em muốn chỉnh sửa thì anh em vào lại phần mềm.
Đấy, anh em áp cái số điện thoại của cái người bị chỉnh sửa vào phần mềm. Đấy, rồi anh em chỉnh sửa con số khác, rồi anh em gửi lại thì bên máy của họ, bên máy bị chỉnh sửa tự động thay đổi cái con số của mình đã sửa anh em nhé. Thì với phần mềm Zalo cũng vậy, anh em vào phần mềm, anh em áp cái Zalo của họ vào, rồi anh em gửi đi những con số mong muốn, ví dụ anh em gửi 112233. Đấy. Rồi một thời điểm sau anh em muốn chỉnh sửa lại thì anh em vào lại phần mềm, anh em áp cái số điện thoại của họ vào hoặc là áp cái Zalo của họ vào. Đấy, thì anh em không muốn 112233 nữa thì anh em có thể thay đổi con số thành 445566, rồi anh em gửi lại cho họ. Đấy, thì bên máy họ sẽ tự động là thay đổi con số anh em nhé. Lưu ý cho anh em là thay đổi con số còn thời gian vẫn giữ nguyên. Đấy, nó chỉ thay đổi con số anh em nhé. Đấy, thì bây giờ là 5 phút 35 giây, thì tôi sẽ để thành 6 phút để cho nó qua thời gian, thì tôi chỉnh sửa để cho anh em thấy cái độ chính xác của nó anh em nhé. Thì với anh em bên nước ngoài, anh em không về được thì chúng tôi có thể là cài đặt trực tiếp cái phần mềm cho anh em được. Đấy, thì với anh em ở trong nước thì chúng tôi có hai cơ sở, khu vực miền Nam anh em qua bến xe miền Đông, khu vực miền Bắc anh em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình, anh em vào cơ sở test phần mềm, cài đặt phần mềm trực tiếp. Đấy, cài đặt xong ok đấy, theo ý muốn của anh em thì anh em mới phải là thanh toán phí anh em nhé. Thì chúng tôi dùng cái số điện thoại duy nhất là anh em này 09675 5 số 4 anh em nhé. Thì với anh em mà giao dịch qua số này thì chúng tôi sẽ lưu lại cái số điện thoại của anh em và chúng tôi sẽ bảo hành cho anh em. Đấy, thì trong đây cũng rất nhiều anh em hỏi là phần mềm này có bị lộ không. Đấy, thì với phần mềm này khi anh em chỉnh sửa xong đấy, anh em cảm giác không an toàn thì anh em có thể là xóa phần mềm đi. Đấy, rồi chúng tôi sẽ khắc phục lại phần mềm cho anh em là 3 lần. Đấy, thì lần thứ 4 chúng tôi sẽ tính phí là 50% anh em nhé. Đấy, thì anh em có thể xóa phần mềm 3 lần, chúng tôi có thể khôi phục cho anh em là 3 lần phần mềm. Đấy, lần thứ 4 anh em mới phải là chuyển phí cho chúng tôi. Đấy, thì đã qua là 6 phút 54 giây, tôi sẽ để thành 7 phút để tôi chỉnh sửa. Bây giờ tôi chỉnh sửa anh em nhé. Đấy, anh em chú ý là bên máy của chủ lô đề này nó không sáng đèn. Đấy, thì anh em chỉ cần vào phần mềm thôi anh em nhé. Đấy, anh em vào phần mềm này. Đấy, rồi anh em chỉnh sửa này. Đấy, ví dụ vừa nãy tôi là ghi là đề 565758 lô nhân 1.000 điểm, đề 59 nhân 1.000.000 anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa thành 232425 nhân 1.000 điểm, đề 26 nhân 1.000.000 anh em nhé. Đấy, tôi sẽ chỉnh là 232425. Đấy, ok. Đấy, tôi đã chỉnh sửa xong. Đấy, thì bên máy chủ lô nó không sáng đèn anh em nhé, máy bị chỉnh sửa này không sáng đèn. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra để cho anh em thấy độ chính xác của nó anh em nhé. Đây anh em này, đấy, nick là Cả Ngố này, Vinh Trong này anh em này. Đấy, tôi sẽ mở ra nha. Đấy, bây giờ tôi sẽ so sánh hai máy anh em nhé. Nick là Cả Ngố, Vinh Trong này. Thời gian là 9 phút 23 ngày 29 tháng 8 2020. Lô 5657 đã chuyển thành 232425. 232425 này anh em này. Thời gian họ mình gửi đi là 9:23, họ ok lại là 9:25 anh em nhé. Hai máy là hoàn toàn trùng khớp. Đấy, tôi sẽ để cho hai máy cho anh em. Đấy, máy nó hơi mờ anh em nhé. Đấy, đây anh em này. Đấy, 9 phút 25 này. Khi mình gửi là 9 phút 23 anh em nhé. Hôm nay này. Đấy, thời gian và con số đã được thay đổi, thời gian thì hoàn toàn trùng khớp anh em nhé. Anh em xem kỹ lại một lần nữa này. Thì anh em nào chưa rõ thì em tua lại cái khúc mà chưa chỉnh sửa, anh em xem lại và anh em tua đến cái khúc mà chỉnh sửa anh em nhé. Thì với phần mềm công nghệ này anh em sử dụng, anh em chơi lô đề thì đảm bảo cho anh em là có sân chơi, anh em sẽ giành chiến thắng tuyệt đối anh em nhé. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.